Xin chào các bạn, thì hôm bữa mình đã giới thiệu cho các bạn về cách cài đặt cũng như cấu hình chặn một số cái trang web mình không mong muốn với cái firewall mềm Kerio. Thì hôm nay mình sẽ làm video clip này để giới thiệu về cái cách sử dụng nhiều đường truyền theo cơ chế phone-over hoặc là load balance. Thì tất nhiên là dùng nhiều đường truyền á, thì mỗi mấy cái máy tính cài firewall phải có tối thiểu 3 cạc mạng, 2 cạc internet và một cạc thì bằng LAN. Ở đây như bài hôm trước thì chúng ta đã có sẵn một cạc WAN và một cạc LAN này rồi, cạc WAN internet và cạc LAN để vô máy client. Thì cạc WAN mình đang để chế độ là PPoE, tức là quay số quay trực tiếp tới ISP, nhà cung cấp dịch vụ internet, để ra mạng luôn. Đây, đây là IP của mình. Rồi như vậy để thêm một cạc nữa thì chúng ta sẽ qua cái máy ảo chạy Kerio. Chúng ta vào VM Settings. Đây là hai cạc cũ này, chúng ta sẽ add thêm một cạc nữa. Rồi, ok. Sau khi add xong thì chúng ta phải restart lại để Kero nhận cạc mới. Sau khi reboot xong thì cái này mình sẽ hiện là down bởi vì chưa quay được với ISP nha. Đó, vậy vậy là Kero đã khởi động xong. Thì bên đây sẽ tự động mở lại cái trang đăng nhập. Các bạn vào một interfaces này, các bạn sẽ thấy có thêm cái ethernet mới nằm trong một order interfaces, tức là những cái cạc mạng mà chưa được cấu hình. Mình mới add thêm vào đây. Ở đây là này, cái cạc YPOE đang kết nối lại nè. Và mặc định khi tạo cạc thì nó đã là DHCP rồi. Mặc định là DHCP, lấy IP tự động. Thì ở đây mình cũng dùng IP tự động nên là mình sẽ không cài đặt gì thêm. Còn nếu như các bạn có những cái nhu cầu khác thì có thể cài thêm vào đây. Và tên cạc này mình sẽ đặt là WAN2 và cho nó vào một internet để ra ngoài. Rồi, như vậy là mình đã cấu hình xong hai cái cạc WAN cho cái tường lửa này cũng như hệ thống client bên trong. Mình sẽ đợi một chút để cho cái WAN 1 này nó lên internet đã. Nói về chế độ phone over và load balancing trước á, thì phone over fail over là để cho mình set up hai cạc nhiều hay hoặc nhiều cạc mạng này sử dụng một lúc chỉ được một cạc mà thôi. Thì trong trường hợp cái đường internet của cái cạc đó bị hỏng thì nó sẽ tự backup qua cái cạc khác. Thì ở đây đây chúng ta chỉ việc enable cái tính năng phone over này lên. Rồi, cạc này chúng ta sử dụng chính thì chúng ta sẽ để primary và cạc phụ thì chúng ta sẽ để backup. À không, mình để ngược lại đi để cho dễ test. Rồi, như vậy là cạc WAN 1 mình đã có IP. Thì ở đây mình đặt primary là cạc WAN 2. Rồi check IP thử. Đây là IP. Ở đây là IP của WAN 2 không phải WAN 1. Đó, là do nó đang là primary. Và mình sẽ giả sử như cái WAN 1, WAN 2 này bị đứt thì sao? Như vậy là không giả sử được rồi.
Ở đây mình dùng card ảo, không phải card vật lý thật, mình còn rút dây được. Ok, không sao. Đại khái là nó sẽ tự động, nó dùng cái card của anh một này và IP nó sẽ đổi thành IP, khi các bạn check nó sẽ đổi thành IP của card của anh một. À đây, IP đổi thành con một này nè. Rồi, ok. Vậy là xong chế độ phone over. Vậy thì chế độ load balancing là gì? Balancing, load balancing nghĩa là cân bằng tải. Thì trong cái hệ thống mạng của chúng ta, khi mà có nhiều client đó, thì khi mà các bạn load balancing lại hai đường line lại đó, thì nó sẽ sử dụng cả hai đường line một lúc cho tất cả các client. Thì ở đây các bạn về edit thì cũng tích lên cái mục là sử dụng load balancing. Ở đây line way tức là cái trọng số của từng card của anh một. Ở đây line của mình là 40 mbit nên mình để hai cái này quay bằng nhau luôn. Đây, và khi bạn để load balancing á thì chế độ nhất là chế độ mà nó sẽ chia đều ra mỗi IP, mỗi client trong mạng của chúng ta sẽ đi đến một card của anh nhất định. Thì cái việc cấu hình này á, sẽ giúp cho việc truy cập internet được ổn định hơn, vì mỗi client chỉ có một IP ra ngoài public mà thôi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không thể nào mà tận dụng hết cả hai đường truyền nếu như tại một thời điểm chỉ có một client. Đây mình ví dụ trực tiếp luôn, mình đang mở chế độ load balancing và mặc định là phân theo từng client. Thì ở đây các bạn check đó, nó chỉ ra được một IP thôi dù có mở bao nhiêu connection đi nữa. Rồi và speed test. Đây, speed test chỉ tới 40 megabit là hết cỡ do nó chỉ sử dụng được một WAN. Như vậy, nếu muốn sử dụng đồng thời một LAN cả hai WAN thì sao? Thì các bạn sẽ vào mục là Traffic Rules. Ở đây các bạn sẽ thấy là Internet Access này nè. Đó, tức là ra ngoài nè. Đây các bạn để ý cái cột translation này, NAT và Balancing per host, tức là nó sẽ cân bằng tải. Mỗi máy tính sẽ là một IP. Chúng ta sẽ chọn vào mục dưới là Perform Load Balancing per connection, tức là mỗi connection nó sẽ một IP nào đó trong những cái card WAN trong load balancing. Như vậy nó sẽ tận dụng được hết tất cả các card WAN hiện có trong mạng máy tính của chúng ta. Rồi các bạn nhấn apply. Để check lại thì các bạn sẽ vô trang web check IP. Chúng ta sẽ refresh. Đó, các bạn thấy nó đổi IP không? Nãy là 108 mấy á, của WAN 2, giờ đổi sang IP của WAN 1 rồi. Đó, lại đổi nữa. Ở đây mình có hai WAN đổi qua đổi lại thôi, nhưng mà nếu các bạn có N WAN thì nó sẽ tận dụng hết N card. Và mình sẽ vào speed test để test thử tốc độ. Vâng, như các bạn đã thấy, tốc độ đã tăng lên. Tăng lên sẽ tới mức 80 megabit trên giây. Đó chính là tổng tốc độ của từng đường truyền trong mạng của mình. Cái việc mà kết hợp nhiều WAN này rất là lợi thế khi mà các bạn muốn download hoặc là upload lên mạng mà cần tốc độ cao. Nhưng mà tuy nhiên á, hạn chế của nó là ví dụ như những cái trang web mà có set theo IP á, mỗi cái session của bạn chỉ theo một IP nhất định á, thì nó sẽ rất là không có ổn định, là do nó đang nhận cái session của bạn đang ở IP card WAN 1, mà tự nhiên bạn ví dụ load sang một trang khác cùng một của một cái trang web đó luôn, nhưng mà một cái trang nhỏ khác á, thì nó sẽ nhận nhảy qua cái card WAN 2 của bạn và từ đó nó sẽ bị fail do IP đã đổi rồi. Thì đối với những trường hợp như vậy á, thì các bạn phải vào Traffic Rule và add thêm những cái
những cái rule để mà điều hướng những trang web đó sang một cạc oanh cụ thể mà thôi. Rồi, bài hướng dẫn của mình đơn giản vậy thôi. Và chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.